con tên là Y Thơ, học sinh lớp 7, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung học cơ sở xã Tê Sang. Con đang ở với dì ruột của con và hai em mẹ con mất lúc con còn nhỏ. Con rất là thương mẹ của con. Lúc mẹ con mất con không biết làm gì, con chỉ biết khóc thôi. Thầy cháu thương con có ai rồi lấy về nuôi. Mẹ của bé là Y Thơ đó, nó bà hay bị đau miết vậy đó, đi xin thuốc uống vẫn không đỡ, nằm viện xong là đi về. Lúc đó là tôi đang đi chăm bố bệnh viện ở Kon Tum tỉnh mình. Con chị đi vào bảo mẹ mất, chị khóc thôi nha. Rối hết tại vì bố đang bị, bố cũng bị mà chị cũng mất mà. Chị rối. Mấy đứa nhỏ thì không ai có. Mình không có điều kiện để làm tang cho chị nữa. Không ai phụ giúp gì cho mình thì khó khăn. Trong là họ vẫn giúp, họ nộp gạo với lại nộp tiền một hộ 10.000. Họ giúp. Ngày mà chị gây mắt đó là ngày bệnh viện đưa bố về, mẹ con bé mát thức tới sáng. Bà mấy đứa nhỏ đi theo luôn, ở đâu có chỗ ngồi ở ngoài cả đêm tới sáng lặn rét. Đó là mẹ nó mất tháng 4. Dì thương con rất nhiều, dì coi con như là con ruột của mình. Dì con thường đi làm ở rẫy lúa, rẫy mì. Mặc dù dì con bệnh tim nhưng mà vẫn cố gắng kiếm tiền để nuôi ba tụi con. Tôi nuôi ba đứa nhỏ, hai đứa con với lại cháu Y Thơ. Ông ngoại thì tay biến 4 năm này rồi, tôi phải lo gắn hết ông bà già. Ở trên đây là vùng núi rất cao đó. Mỗi khi đi lên rẫy, đường dốc khó đi lắm, ruộng bậc thang nữa. Có lúc mà té bầm dập chỗ gối, không đi được. Ở nhà may ngay, tôi bị bệnh thì đi nó khó. Thì vẫn cố gắng đi, rẫy chỗ nào cũng toàn là rẫy dốc luôn, đá nhiều, cỏ cũng nhiều luôn. Hoàn cảnh của em Y Thơ là trẻ em mồ côi, cả cha và mẹ. Hiện tại em đang sống cùng với dì, một người là lao động chính và phải nuôi ba đứa nhỏ ăn học. Nhà cửa thì không có gì hết, nhà thì ở nhà ván tôn thì mái tôn nó bị rỉ tại vì đi lượm tôn người ta cũng phải làm. Nhà thì hư hết, mục hết ván rồi. Nhà mục hết bây giờ không biết làm sao. Có lúc mưa rồi hết cả nhà, không biết làm sao, đau lòng. Nghĩ tiền để làm nhà thì không có, tiền để lo cho mấy đứa nhỏ học cũng không có, nhưng mà nhà này làm lâu rồi. Con thấy các bạn có ba có mẹ đầy đủ, con ước ba mẹ con sống để ở bên cạnh con. Mẹ con rất hiền và thương con. Mẹ con dạy con nhiều thứ, hay nấu đồ ăn ngon cho con ăn. Nó không có bố mẹ, trẻ mồ côi, bảo cố gắng học hành cho đàng hoàng. Làm là lúc còn có gì là để gì đi làm, phụ được cái gì thì phụ. Cố gắng học đi, đừng có phụ lòng gì đó, gì nuôi từ nhỏ. Học hành đàng hoàng rồi có công việc gì làm ổn định, không cần nuôi gì cũng được, chỉ lo bản thân sống tốt là được. Nói như thế.